Khẩu trang. Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế, v.v. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách. Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế. Thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn. Hãy giữ an toàn cho bạn và chúng ta trước đại dịch COVID-19. Và các bạn, một trong những nội dung quan trọng trong nghị quyết số 03 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phước Long khóa 13 về xây dựng thị trấn Phước Long đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4, phó sinh xã Phước Long, chủ trì xã Phong Thạnh Tây B đạt đô thị loại 5. Để thực hiện đúng theo tinh thần của nghị quyết này, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Phước Long đã và đang gấp rút triển khai các nhiệm vụ cụ thể để sớm đưa đô thị phó sinh xã Phước Long đạt tiêu chuẩn đô thị loại 5 vào cuối năm 2021. Xã Phước Long cách trung tâm huyện Phước Long khoảng 10 km về phía Tây Nam. Toàn xã có 9 ấp đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Tháng 7 năm 2020, xã Phước Long được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tạo tiền đề để xây dựng xã đạt tiêu chuẩn đô thị loại 5. Trong những năm qua, tình hình kinh tế xã hội của xã tiếp tục tăng trưởng khá và ổn định. Đời sống của nhân dân tiếp tục được nâng cao. Kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế chủ yếu nông nghiệp thủy sản chiếm 39%, thương mại dịch vụ chiếm 40%, công nghiệp xây dựng chiếm trên 20%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 11%, thu nhập bình quân đầu người trên 75 triệu đồng một năm. Cơ sở hạ tầng đô thị và hạ tầng nông thôn được tập trung đầu tư xây dựng và nâng cấp. Trên địa bàn xã có 2 điểm chợ, chợ xã Thoàn và chợ Phó Sinh. Trong đó, chợ Phó Sinh là trung tâm mua bán lớn nhất của xã, với trên 640 hộ kinh doanh dịch vụ mua bán, có hơn 40 doanh nghiệp và 79 cơ sở sản xuất vừa và nhỏ. Chợ Phó Sinh mới vừa xây dựng và đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu kinh doanh mua bán trên địa bàn. Hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước được đầu tư đúng quy định. Mỗi nơi bán được xây rộng rãi, cao ráo, sạch sẽ, tạo điều kiện cho các hộ tiểu thương trưng bày hàng hóa thuận lợi hơn. Ở đây là chín cá bán ở chợ này rồi đó, giờ sống đây rồi đó. Ở chợ giờ là chị em là ổn định chợ mua bán. Rất cảm ơn chính quyền địa phương ở đây hết trơn lo cho chị em mua bán ở chợ này. Mà nhà lồng sạch đẹp rồi chị em mua bán ổn định hết trơn. Rất cảm ơn các cấp các ngành. Giờ ở đây tụi tôi mua bán là thấy là hồi đó cái chợ là ngon rồi đó. Vậy đi chứ giờ sống ở đây mua bán vậy là quá sạch sẽ rồi. Nhà nước chủ trương làm cái chợ như vậy tụi em cũng phấn khởi lắm. À, buôn bán sạch sẽ, thoáng mát, quạt gió, đồ bóng đèn, điện, đồ nhà nước đầu tư hết tất cả. Vô đây bán thì thuận lợi, thoáng mát, đèn, điện, quạt gió, đồ đầy đủ hết. Cũng muốn cho chị em, mong muốn cho chị em ở đây bán đoàn kết với nhau, cho thuận lợi buôn bán. Thực hiện các phong trào về xây dựng huyện xanh sạch đẹp, xã Phước Long đã tuyên truyền vận động tổ chức cho các hộ kinh doanh trên địa bàn ký cam kết thực hiện nội dung về chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường. Qua đó, các hộ kinh doanh đã tự tháo dỡ những phần lấn chiếm vỉa hè, sắp xếp lại trật tự mua bán tại các khu chợ. Bên cạnh đó, các ấp vùng sâu vận động nhân dân thực hiện gia đình nông thôn mới như vệ sinh môi trường, trồng hàng rào cây xanh, hoa kiểng, chỉnh trang khuôn viên nhà ở,
xây dựng hố xí hợp vệ sinh, làm hố rác gia đình. Các tuyến đường nông thôn được bê tông hóa, thảm nhựa và thường xuyên phát quang thông thoáng, xanh sạch đẹp. Các hộ dân cũng tích cực phát quang, dọn vệ sinh và trồng cây xanh và hoa kiểng trên các tuyến đường. Từ đó, mỗi người, mỗi nhà luôn là nhân tố quan trọng, đóng góp tích cực vào các phong trào của địa phương phát động. Tính đến nay, xã Phước Long đã cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại 5. Để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, rất cần sự quy động tối đa mọi nguồn lực và sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội tham gia vào công tác phát triển đô thị, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư, thay đổi diện mạo đô thị, trở nên xanh sạch đẹp hơn. Thực hiện cái nghị quyết của huyện ủy cũng như cái nghị quyết của đảng ủy xã Phước Long về xây dựng cái xã Phước Sinh lên cái đô thị loại 5, nâng lên thị trấn, thì nói chung là trong Hội Cựu chiến binh phát động họp ban chấp hành triển khai rộng rãi trong cái ban chấp hành, đồng thời triển khai tới các cái chi hội và hội viên để tích cực thực hiện hưởng ứng. Thì qua cái triển khai thì đa số là hội viên phải là tích cực gương mẫu thực hiện các cái mô hình như là về trồng cây kiểng, cây xanh, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, cũng như là các cái tiêu chí mà đặt cái nông thôn mới kiểu mẫu, và cũng như là các cái tiêu chí mà để xây dựng cái đô thị loại 5, nâng lên cái chỗ phát sinh thị trấn, thì phải nói là nhân dân cả luôn hội viên rất đồng tình thực hiện cái mô hình này, và đồng thời cũng Hội Cựu chiến binh cũng là đưa ra những cái mô hình mẫu trong các cái ấp để mà tổ chức nhân rộng thực hiện trong toàn ấp, phát động trong toàn hội viên để chúng ta thực hiện trước, làm cái cơ sở để vận động thêm nhân dân thực hiện làm sao đạt được cái nghị quyết đề ra của huyện ủy và cũng như của đảng ủy xã Phước Long. Thì qua tổ chức thực hiện thì trong đó có cái họp rút kinh nghiệm các cái điểm tốt chúng ta nhân rộng thực hiện và cương quyết duy trì làm sao mà giữ vững là cái xã đạt chuẩn nông thôn mới và tiến tới là nâng cao lên là đô thị loại 5 cũng như thị trấn, giữ vững các tiêu chí và càng nâng cao thêm các cái mô hình cho tốt hơn và đồng thời duy trì thường xuyên nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động cũng như hội viên để gương mẫu thực hiện các cái tiêu chí trong cái nông thôn mới cũng như là cái xây dựng đô thị loại 5. Thì với góc độ là đoàn cơ sở của xã Phước Long thì cũng đã tập hợp lực lượng các chi đoàn thanh niên cũng như các đoàn viên trên địa bàn xã về thực hiện và cũng góp phần cái tuyên truyền cho các đến từng chi đoàn, đoàn viên để am hiểu về cái việc mà xây dựng xã Phước Long trở thành cái đô thị loại 5 trong năm 2021 và để tiến tới là trở thành thị trấn phát sinh. Thì bên cạnh thì đoàn thanh niên đăng ký nhiều cái công trình phần việc như phát quang, trồng hoa kiểng, rồi phối hợp với cái ngành đoàn thể như cựu chiến binh, nông dân để ra quân trồng những cái cây xanh. Thì vừa qua thì đoàn thanh niên cũng đã phối hợp với cái chi đoàn của Sở Tài chính Bạc Liêu đã trồng hơn được 50 cây xanh trên cái tuyến đường Phước Tân để góp phần nhỏ vào trong công cuộc xây dựng xã Phước Long trở thành cái đô thị loại 5. Một trong những giải pháp được xác định trong nghị quyết đó là công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân về xây dựng Phó Sinh, xã Phước Long lên đô thị loại 5. Xác định được điều này, phần lớn người dân sống trên địa bàn xã đều nhận thức rõ và thể hiện sự đồng lòng, hưởng ứng, tích cực chung tay cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng văn minh. Từ đó, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, trồng cây xanh qua kiểng khuôn viên gia đình, các tuyến đường, tạo cảnh quan môi trường thoáng, xanh, sạch đẹp. Sau khi là thực hiện cái nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ huyện và kế hoạch của đảng ủy đề ra thì nói chung là đối với bản thân ấp về có phát động phong trào nhân dân phải thực hiện đường làng ngõ xóm, tự cái người dân cũng phải có ý thức làm sao sạch vườn, sạch nhà, sạch cửa để đảm bảo và có cái cảnh mỹ quan. Cái cụ thể thì cái người dân là phải quyết tâm thực hiện làm sao cũng phải đảm bảo được đường làng ngõ xóm, trước nhất là nhà cửa sáng xanh sạch đẹp, đường làng ngõ xóm cũng phải làm sao để cho cái cảnh quan và môi trường sáng xanh sạch đẹp. Ở đây thì đối với cái người dân sau khi là quán triệt được cái chủ trương rồi là mình đã phát động thì trồng hoa kiểng theo tuyến đường lộ rồi tự cô bác người ta vẫn đi xin về người ta trồng và địa phương cũng vẫn tiếp tục vận động xin cho cô bác trồng. Để thực hiện cái chủ trương của huyện ủy cũng như ủy ban nhân huyện thì để có cái đề án xây dựng xã Phước Long trở thành đô thị loại 5 thì ở đây dưới vai trò là bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp thì
để về tiến hành để họp chi bộ rồi huy động toàn cả hệ thống chính trị cũng như là người dân, vận động người dân để thực hiện, đặc biệt là phải có cái chợ, có chợ để cho tiểu thương mua bán ổn định, cũng như mà xây dựng các mọi mặt, cũng như để xã Phước Long trở thành đô thị loại 5. Thì qua cái tuyên truyền vận động thì người dân rất đồng tình để thực hiện cái này, đặc biệt là các tiểu thương cũng đồng tình để vào chợ mua bán ổn định để nâng lên cái được cái đô thị loại 5. Sau đó thì người dân thì cũng rất mong xây dựng được cái đô thị loại 5. Đây là cái ý đảng lòng dân, chắc các tiểu thương cũng như hộ dân ở trên địa bàn ấp Phước Thành thì quyết tâm thực hiện để xã Phước Long trở thành đô thị loại 5. Nghị quyết nhấn mạnh xây dựng Phó Sinh xã Phước Long đạt tiêu chuẩn đô thị loại 5 là vùng kinh tế chuyên ngành của xã, có vai trò là vệ tinh thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của xã, phát triển đô thị phù hợp với lộ trình phát triển đô thị huyện Phước Long. Về hệ thống công trình hạ tầng đô thị, thực hiện tốt công tác quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch phân khu xây dựng được duyệt, tập trung xây dựng và phát triển hệ thống đường giao thông, hệ thống thoát nước, công trình công cộng, cây xanh, thu gom xử lý rác thải, nước thải, lao động phi nông nghiệp toàn đô thị đạt 55% trở lên. Thực hiện cái quyết định số 1839 của Ủy ban dân tỉnh về xây dựng cái xã Phước Long trở thành đô thị loại 5, đô thị phố sinh, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân huyện, sự giúp đỡ của các ban ngành cấp huyện cùng với sự quyết tâm nỗ lực của tất cả cán bộ đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân, thì hiện nay trên cơ bản thì mọi mặt của các bước trên cơ sở đó là nông thôn, diện mạo, điện đường, trường trạm cơ bản phát triển ổn định, đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp, cơ sở hạ tầng thì được đầu tư cơ bản thông thoáng, là diện mạo nông thôn thì được đổi mới rõ nét, lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh được củng cố, toàn xã là có 5/5 điểm trường đạt chuẩn quốc gia, quốc phòng an ninh được giữ vững. Đến thời điểm này thì đối chiếu với các tiêu chí theo nghị quyết số 1210 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm ngày 25 tháng 5 năm 2016 thì xã đã đạt được 49/49 cái tiêu chí theo cái quy định và thực hiện cái quyết định 1659 của Thủ tướng Chính phủ đó, và tiến ban hành cái và cái phát triển mạng lưới đô thị thì kết cấu hạ tầng của nông thôn trên tỉnh Bạc Liêu theo hướng quy hoạch tổng thể phát triển đến năm 2030 và cái tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu của nghị quyết đó là xây dựng Phó Sinh xã Phước Long và chủ chí xã Phong Thành Tây B đạt tiêu chuẩn loại 5, là vùng kinh tế chuyên ngành của huyện, có vai trò là vệ tinh thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đối với đảng bộ xã Phước Long, quyết tâm thực hiện tốt các cái mục tiêu trong thời gian tới để làm sao đó xây dựng cái đô thị Phố Sinh trở thành cái đô thị loại 5. Thì xã sẽ xây dựng cái xã Phước Long trở thành cái đô thị loại 5. Đây là cái vùng kinh tế trọng điểm của huyện, là có vai trò vệ tinh thúc đẩy sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội của huyện trong thời gian tới, thực hiện công tác quy hoạch cũng như là năm 2021 là phải có cái quy hoạch chi tiết, quy hoạch cụ thể để xây dựng đã được duyệt, rồi là tập trung phát triển hệ thống giao thông, cấp thoát nước, điện, đường, cây xanh, thu gom rác thải, nước thải vân vân, phấn đấu là đạt là 80% các tuyến đường chính nhựa hóa, bê tông hóa, hệ thống cái chiếu sáng, lao động phi nông nghiệp trên toàn đô thị đạt 55% trở lên, mức mật độ cống thoát nước thì nội thị thì 2,5 km², cây xanh đô thị thì đạt 5 m² trên người. Xây dựng và quản lý triển khai cái đô thị, dự án nhà ở rồi khu đô thị mới, trung tâm thương mại, đảm bảo cái kỹ thuật hạ tầng, xây dựng ít nhất là 20% tuyến đường phố đô thị, xây dựng trung tâm công viên, trung tâm thương mại vân vân. Đến thời điểm này, nhìn chung các tiêu chí để xây dựng xã trở thành đô thị loại 5 đều đạt và vượt theo quy định. Còn lại một số tiêu chí gần đạt như diện tích đất giao thông tính trên dân số, tỷ lệ đường khu nhà ở ngõ xóm được chiếu sáng, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật, tỷ lệ chất rắn sinh hoạt được thu gom đang được đẩy nhanh thực hiện. Đó là cần tiếp tục đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền cho người dân, cán bộ đảng viên nắm rõ cái
các cái tiêu chí về cái xây dựng cái đô thị loại 5, nhất là các cái chủ trương, nghị quyết, kết luận, đề án của trung ương, của tỉnh, của huyện, nhân dân. Cái thứ hai là tập trung huy động bằng mọi cái nguồn lực để làm sao đó là phát triển các cái vùng, các cái khu công nghiệp, khu kinh tế để làm sao phát triển cái xã Phước Long trong thời gian tới nó đạt được nhiều cái kết quả. Cái thứ nữa đó thì tăng cường cái quản lý nhà nước về cái các cái lĩnh vực quản lý về đất đai, quản lý về tài nguyên, quản lý về xây dựng nhân dân, huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho cái đô thị, làm sao đó là trên địa bàn phải có cái sắp xếp như thế nào đó cho nó tạo điều kiện là trong thời gian sắp tới là nó phải thành cái đô thị loại 5 trong cái thời gian gần nhất. Cùng với sự quyết tâm nỗ lực không ngừng, Đảng bộ và nhân dân xã Phước Long đang tiến rất gần đến đích cuối cùng để sớm đưa xã Phước Long trở thành đô thị loại 5 vào cuối năm nay. Quý vị và các bạn thân mến, chương mục Phước Long xây dựng nông thôn mới kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.